Gan nhiễm mỡ là một bệnh thực sự nguy hiểm nếu chúng ta không phát hiện và điều trị kịp thời. Vậy thì cụ thể như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong video này với bác sĩ Trí nhé. Như mọi người đã biết, gan nhiễm mỡ là một bệnh lý phổ biến. Có thể là trong số các cô chú anh chị đang xem video này có tỷ lệ bị gan nhiễm mỡ rất cao. Vậy thì gan nhiễm mỡ là gì? Gan nhiễm mỡ là khi những tế bào gan bị tích trữ mỡ nhiều hơn so với bình thường thì lúc này sẽ phát hiện được tình trạng gan nhiễm mỡ trên siêu âm. Và nếu như mà lượng mỡ tích trữ trong gan càng nhiều thì lúc này chúng ta sẽ có bệnh gan nhiễm mỡ càng nặng. Khi mà lượng mỡ tích trữ trong gan trên 5% thì chúng ta có tình trạng gan nhiễm mỡ độ 1. Nếu mà lượng mỡ tích trữ trên 33% chúng ta có tình trạng gan nhiễm mỡ độ 2, và nếu lượng mỡ tích trữ là trên 66% chúng ta có tình trạng gan nhiễm mỡ độ 3. Câu hỏi tiếp theo mà mọi người rất là quan tâm đó chính là tại sao chúng ta lại bị gan nhiễm mỡ? Có rất nhiều nguyên nhân có thể gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ, và nguyên nhân phổ biến nhất đó chính là tình trạng gan nhiễm mỡ không do rượu. Đây là nhóm nguyên nhân liên quan nhiều đến tình trạng rối loạn chuyển hóa của cơ thể. Những người có nguy cơ bị bệnh gan nhiễm mỡ không do uống rượu đó là những người thừa cân, béo phì, những người có tình trạng mỡ máu cao, người có bệnh lý tiểu đường, huyết áp, hay là người lớn tuổi. Một nhóm nguyên nhân phổ biến khác gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ đó chính là do uống rượu lượng nhiều. Khi mà chúng ta uống rượu nhiều thì lúc này những tế bào gan của chúng ta sẽ bị tổn thương do lượng rượu bia. Bên cạnh đó thì việc uống rượu nhiều cũng gây tích trữ mỡ trong tế bào gan. Một nhóm nguyên nhân nữa gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ đó chính là tình trạng thiếu dinh dưỡng. Nếu mà cơ thể của chúng ta trong tình trạng suy dinh dưỡng, nhịn đói kéo dài, hay là chúng ta vừa trải qua một đợt giảm cân nhanh thì lúc này cơ thể của chúng ta trong tình trạng là thiếu năng lượng. Gan sẽ lấy mỡ từ những cái cơ quan khác đưa đến gan để mà chuyển hóa tạo thành năng lượng, từ đó gây ra tình trạng tích trữ mỡ trong gan. Và đây chính là lý do giải thích tại sao nhiều người trong chúng ta gầy vẫn bị gan nhiễm mỡ. Ngoài ra thì một số nguyên nhân khác có thể gây ra gan nhiễm mỡ như là nhiễm virus viêm gan C hoặc là dùng một số loại thuốc đặc biệt. Vậy thì làm sao chúng ta phát hiện được gan nhiễm mỡ? Hầu hết các trường hợp phát hiện gan nhiễm mỡ thông qua siêu âm bụng định kỳ, và gan nhiễm mỡ trong giai đoạn đầu gần như là không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào. Tuy nhiên theo thời gian, nếu mà tình trạng gan nhiễm mỡ càng ngày càng nặng gây tổn thương gan nhiều thì lúc này chúng ta có thể biểu hiện thành những triệu chứng như là mệt mỏi, đau bụng bên phải, chán ăn, chúng ta có thể là bị vàng da, nước tiểu vàng, đi tiêu phân bạc màu, và những trường hợp nặng hơn nữa khi mà đã sơ gan có thể là có những triệu chứng như là bị cổ trướng, bị phù chân, hay là tình trạng xuất huyết tiêu hóa. Và câu hỏi được mọi người quan tâm nhiều nhất đó chính là gan nhiễm mỡ có thực sự nguy hiểm hay không? Hầu hết các trường hợp gan nhiễm mỡ trong giai đoạn đầu đều lành tính. Tuy nhiên theo thời gian, nếu mà chúng ta không chữa trị, không điều trị kịp thời tình trạng gan nhiễm mỡ này, dẫn đến tình trạng gan nhiễm mỡ càng ngày càng nặng thì lúc này lá gan của chúng ta sẽ bị tổn thương rất nhiều. Và khi mà gan nhiễm mỡ diễn tiến càng ngày càng nặng thì gây ra tình trạng viêm gan, xơ hóa gan, từ đó dẫn đến bệnh lý xơ gan, và thậm chí nhiều trường hợp gan nhiễm mỡ đã diễn tiến thành bệnh lý ung thư gan. Vì gan nhiễm mỡ trong giai đoạn đầu gần như không biểu hiện bất kỳ triệu chứng gì nghiêm trọng, cho nên rất nhiều trường hợp trong chúng ta đã chủ quan khi mà mắc gan nhiễm mỡ. Và theo thời gian, khi mà tình trạng gan nhiễm mỡ càng ngày càng nặng thì gây ra rất nhiều biến chứng nguy hiểm. Vậy nên nếu chúng ta phát hiện gan nhiễm mỡ thì chúng ta cần phải điều trị và phòng ngừa những biến chứng từ sớm. Các biện pháp giúp điều trị gan nhiễm mỡ như thế nào? Mọi người hãy đón xem video tiếp theo của bác sĩ Trí để biết về những phương pháp điều trị bệnh lý gan nhiễm mỡ. Hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết và đừng quên đăng ký kênh của bác sĩ Trí nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chúc mừng bạn đã xem hết video của bác sĩ Trí ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ các video mới nhất, bạn hãy nhấn đăng ký kênh của bác sĩ Trí ở hình tròn chính giữa. Bạn cũng có thể xem các video tiếp theo của bác sĩ Trí ở bên tay trái hoặc ở bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.